À, còn mấy ngày nữa chúng ta lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị thấy cái thời cuộc bây giờ bão tố rồi kiếp nạn nhiều quá, nên mỗi người mình biết tu ngay ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Ai mà về chùa lễ được thì về, còn nếu không thì giờ mình có cái room này mình vô mình lễ Quán Âm. À, ai mà không biết cài room thì mình cài giùm cho anh ta. Rồi mình nếu như room nó đầy hết thì quý vị bấm vào cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, quý vị vô trực tiếp quý vị lễ luôn. Nên nên phát động cái chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị thấy năm nay miền ngoài bão rất là lớn. Cái sự tác hại của cơn bão bao nhiêu con người rất là khổ. Chúng ta có khi cũng người có vật chất chung tay giúp đỡ một phần nào. Còn chúng ta dù không có nhưng mà mình có cái tấm lòng mình cầu nguyện, giống như cầu chờ khẩn Phật để mà cho kiếp nạn nó hóa giải bớt đi cho chúng sanh đỡ khổ. Chỉ cần mình có cái tấm lòng gì đấy vậy, hay lắm á. Cái tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn mà. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nên từ nơi đó mà chiến lễ Bồ Tát Quán Thế Âm năm nay quý vị nên phát động chương trình mạnh lên về cái chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Ví dụ như ai về chùa được thì cứ về. Còn chúng ta không về chùa được thì chúng ta, những người trưởng đoàn, những người biết cái room này, chỉ người ta để người ta vô người ta lại. Tại gia đình người ta vô người ta lễ luôn. Còn như bây giờ mình hai cái room rồi, bây giờ cái room thứ ba, đạo tràng thứ ba nó cũng mới đó. Như bữa nay thấy người ta vô khoảng cỡ 60 người vô tu. Thì quý vị nhớ là chỉ cho người ta, mình chỉ người ta một phương pháp tu, mình chỉ người ta vào một cái nơi để tu. Cái việc mình chỉ người ta thôi đó là một cái duyên phước rất là lớn. Mà mình tập trung lại cái số lượng con người rất là đông, có nghĩa là rất là nhiều địa phương, nhiều tỉnh thành trong nước ngoài nước, để mà cùng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, phát lên một cái từ trường, một cái tâm từ bi để mà cầu nguyện. Nghĩa là cầu nguyện cho kiếp nạn nhân sinh hóa giải bớt đi. Thì mình chỉ cần có cái tâm đó thôi là cũng là mình yêu đất nước Việt Nam mình này. Mình là một công dân của đất nước, mình có tấm lòng đó cũng rất là tốt. Thì biết rằng là có khi có nhiều đất nước người ta, dù là người ta không phải theo Phật giáo gì, nhưng mà mỗi năm người ta vẫn có cái cầu nguyện. Cầu nguyện cho mưa hòa gió thuận, đúng không? Thì giờ mình lễ Quan Âm cũng là một cái cầu nguyện quý vị. Quý vị thấy Quan Âm Nam Hải không? Từ xưa tới nay người ta cứ đến đó mà viết thành một cái chỗ mà mỗi lần lễ viếng Quan Âm là người ta về rất đông. Nghĩa là người ta không lại Quan Âm Bồ Tát như mình mà người ta đến người ta cầu nguyện rất là đông. Có những người người ta đem chiếu mền gối rồi người ta phải kiếm cái chỗ nào gần cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Ta thức cả đêm người ta quay quần khu vực đó. Đông lắm. À, thì vị biết rằng là người ta tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, mà cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là cái dưới chúng sanh diêm phù đề lớn. Nên cái người mà tin Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là tự nhiên sẽ biết Pháp môn tịnh độ. Tại cái nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm là dẫn dắt cứu khổ cứu nạn, tai qua nạn khỏi kiếp nạn nhân sinh. Rồi từ nơi cái duyên đó về, rồi Bồ Tát Quán Thế Âm ngày điều chỉnh, ngày dẫn dắt từ từ để mình đi đến cái nơi mà mình không còn gặp kiếp nạn nữa, đó đó là thế giới cực lạc. Nên cái người mà tu môn tịnh độ mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm không có xen tạp. Tại vì khi mình giảng sanh cực lạc thì Phật A Di Đà ngài đến tiếp dẫn Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, rồi hàng thánh chúng đến tiếp dẫn mình. Nên mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình niệm Bồ Tát Đại Thế Chí không có xen tạp. Như mỗi năm lễ viếng Quan Âm đó là một cái nhân duyên đặc biệt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi lần lễ viếng Quan Âm, quý vị biết rằng cái lễ viếng Quan Âm là cái lễ viếng mà người ta đến đông nhất, còn hơn lễ viếng Di Đà.
Chị biết cái duyên Bồ Tát Quán Thế Âm lớn cỡ nào chưa? Nhiều bao nhiêu sự cầu nguyện. Bây giờ người ta lễ Quan Âm Bồ Tát, người ta cứ cầu cái gì thì chuyện của người ta, miễn người ta lễ Quan Âm. Có những người người ta cầu có chồng, có những người người ta cầu có vợ, có những người người ta cầu năm nay đẻ con trai con gái, có những người người ta cầu nuôi gà nuôi heo nuôi vịt, trồng lúa trồng rẫy, đủ tiếng cái cầu cầu nguyện. Cứ cầu Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều lắm quý vị ơi. À, kệ người ta kêu cầu cái gì, Bồ Tát Quán Thế Âm ngày từ bi mà, chúng sanh kêu cầu cái gì thì theo cái duyên đó mà tùy duyên thôi, thấy không? Nên mình á, mình biết rồi mình dẫn dắt người ta, mình chỉ người ta. Gia đình mình á, mình rủ vài ba người đến lại. Còn mình mà có đạo tràng thì tập trung đạo tràng đến lại. Có nghĩa là quý vị sướng được thì quý vị sướng. Còn nếu không, quý vị vô cái room của những đức hoặc vô cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ. Vào đó, tức khắc cái phương pháp lễ của chúng ta lễ một loạt một, chúng ta cùng lễ chung luôn. Còn ai về chùa được thì về chùa, thấy không? Ai về chùa được thì về chùa. Nó mà năm nay mưa gió đồ này kia, đồ cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Có nhiều người người ta đi xa, người ta đi không được. Nè, nhiều người người ta ít đi, năm nay người ta ít đi nè, ta giảm đi nhiều dữ lắm. Thì mình phải làm sao giúp đỡ cho người ta để người ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên những đức nói rằng là những người trưởng đoàn nhớ nghe, người ta không đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mình có chỉ người ta ở nhà chỉ lại đi. Có nghĩa là miễn làm sao cho người ta tu chứ đừng nói người ta không đi, mình gọi nghe nghe. Người ta không đi thì mình chuyển tay nhà lại. Miễn sao ta tu ha. Ai cũng có cái tâm tu để cầu nguyện quý vị. Thì thấy cái nạn không? Khổ quá luôn. Thấy không? Nó, với thế quý vị biết rằng cái đạo tràng mình mỗi ngày niệm Phật vậy nè. Trong nước ngoài nước các tỉnh thành đông vậy. Cái nơi nào mà niệm Phật á, quý vị coi cái nơi đó từ từ kiếp nạn bớt đi. Giống như Phú Yên, một số vị hồi xưa những đứa gặp, họ nói rằng là năm nào cái vùng của họ là ở trũng, ở trên là núi, năm nào cũng mưa lớn, nước nó tràn xuống, nó trôi nhà, năm nào cũng chịu. Mà cái lượng mà Phật tử mà ở Phú Yên đã vô lại Quan Âm mà ta thỉnh tượng về, ta thờ, rồi gia đình ta có ngôi Tam Bảo quý vị, thì biết rằng là họ vô gặp những đứa, họ nói là mấy năm nay là giảm tối đa cái việc đó luôn. Dù có nhưng mà không có nặng như mấy năm trước. Nên quý vị biết rằng là cái công đức niệm Phật, cái công đức niệm Quan Âm lớn. Đó. Nên những đức trước mấy ngày lễ viết Quan Âm, lúc trước mà chương trình lễ viết Quan Âm những đức nhắc suốt. Có nhiều người người ta không đi người ta cũng phải đi nữa. Nhắc viết mà không đi chịu không nổi. Thấy không? Nhắc hoài, nói dai, nói dài, nói thiệt. Thấy không? Nói viết mà rồi phải đi. Những đức nói với vị nghe, những đức bây giờ năm nay mà tổ chức cái lễ mà Quan Âm mà trên đạo tràng không chung này nghe. Nó, những đức mà thấy gương mặt ai mà quen quen, những đức mừng lắm. Nó thật sự. Mừng. Có người mình nó, tuy là cũng cầu sanh cực lạc nhưng mà nó dính mắc dữ lắm mấy vị ơi. À. Thấy ai mà bỏ rơi mình buồn. Ngộ gì đó. À. Thật sự mà nói. Nên mỗi lần mà vô tu cứ kiếp. Kiếm mấy người quen quen là thăng thăng mà có vô chưa. Rồi những người mà vô đi tu hoài giết những đứa cũng thăng mặt luôn à, mà bữa nào không có những đứa nó không biết đâu tiêu. Không biết nè, bữa nay sao cái cô Diệu Tính hay Nguyễn Dung gì đó mất tiêu. Giết quen mặt quý vị những đứa kiếm mà không thấy là sao đâu tiêu ta. Mấy bà quen quen đâu hết. Nghe thấy chưa? Tự nhiên con người mình nó kệ hữu tình chúng sanh quý vị. Hiểu không? Nó nên á, thí dụ như mà năm nay, ví dụ như những đức làm cư sĩ mà lễ Quan Âm nghe, mà quý vị mà cùng lễ những đức đó, thật sự đó là sự động viên lớn lắm. Tại vì sao? Tại vì mình héo vậy. Xưa đắp y áo đi rồi nhé, kênh kênh đi thấy ghê ha. Giờ mà đã là cư sĩ mà còn bị bỏ rơi nữa, quý vị biết nó lạnh lẽo cỡ nào chưa. Nó không phải đơn giản đâu, nó cô đơn. À, thật sự mà quý vị biết mấy ngày nay mà sắp sửa tới lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên cái tâm nó giàu dạt, nó nhớ lại ngày xưa. À, lúc trước mấy lần không lại nhưng mà quý vị biết rằng là vẫn còn ở chùa, nó còn cái hương vị ấm áp. Nhưng mà bây giờ mà không còn ở chùa, quý vị ở ngoài đời mà bây giờ mà mình nghĩ tới ngày lễ Quan Âm, tự nhiên trong lòng nó bị thổn thức. Người nó tự nhiên nó bị làm sao cô đơn vậy.
Rồi tối 12 giờ khuya tự nhiên giật mình, không ngủ, không có ngủ sao giật mình, mà từ 12 giờ khuya tự nhiên nó thổn thức cái gì á chị ơi. Tự nhiên ra ngoài cái chỗ này là ngồi nhìn lên tivi, thấy có hai ba người ngồi niệm Phật. Tự nhiên mình ngồi mình niệm Phật một chút, tự nhiên sao mà nước mắt nó tự nhiên chảy, không biết nước mắt từ đâu nó chảy ra, nó kỳ cục quý vị ơi. Này là nói mà bằng bằng cái tấm lòng chân thật, đàn ông khó nói này lắm quý vị. Nên mà nói là không phải đơn giản đâu quý vị ơi. Nên từ nữa đó. Nên nó kệ, mình mất cha mẹ từ khi còn nhỏ mà bây giờ mà được người ta thương nó cũng cảm áp, ấm áp cõi lòng chút. Chứ mà người ta bỏ rơi hết chắc mình cũng chết. Nó buồn dữ lắm quý vị. Bây giờ mà mỗi ngày lên tu đồ này kia nhiệt liệt hết mình. Nên chương trình tu tập là những đứa rất là phát động quý vị, cực kỳ phát động luôn. Quý vị thấy mau lần lễ viếng Quan Âm không? Ngày nào như đứa cũng nhắc. Có nhiều cô Phật tử nó không đi, chịu không nổi. Năm nay đúng là không đi, nhưng mà cuối cùng đi. Nó có nhiều cô nói năm nay kẹt tiền ghê, không có tiền đi xe, cuối cùng bán năm giả lúa đi luôn. Kinh khủng cho nói với mà chịu không nổi. Nên bây giờ năm nay những đức mời quý vị lên chờ một chiếc. Này chỉ phát tâm thôi chứ không cần phải tốn tiền xe gì nhiều. Không, phát tâm thôi chứ cần đồng ý. Rồi bấm vô mã số. Ok. Rồi là xong nữa. Tự nhiên nhập hội liền, không nói dòng do chứ nha. Đó đầu là chúng ta là kết lại thành một cái đại từ trường để cầu nguyện quý vị. Để cầu nguyện trong nước ngoài nước, con người ở trong cái quả địa cầu này giảm bớt đi kiếp nạn, giảm bớt đi chiến tranh. Để biết nếu ai cũng phát tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm thì làm gì có chiến tranh kiếp nạn quý vị. Vì từ bi thương yêu và tha thứ mà quý vị, thấy không? Nên ăn tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng ngày có nói một câu này nè: làm những việc người khác khó làm thành tựu cho người là việc tốt. Mình đến với cuộc đời này mình mang thân mấy mươi năm ngắn ngủi, hãy làm những việc mà bản thân mình có thể làm được, dù là mình bị hy sinh thân mạng phải vì người ta mà làm. Nên gọi là làm những việc người khác không làm được, việc khó làm mà quyết tâm làm cho bằng được. Chỉ cần có tâm quyết là làm được. Thành tựu cho người là việc tốt. Thành tựu cho người là việc tốt. Nên cái bữa Nhị Đức đi, Hòa Thượng ngày tặng những đức ba món quà. Một cọng chuỗi mà ngài thường đeo cổ. Rồi một cọng chuỗi cầm tay bên đây, cọng chuỗi cầm tay bên đây. Ý ngài nói rằng ông đi đâu cũng phải niệm Phật nghe. Chưa. Tự nhiên hồi tối mình nhớ tới ngày lễ Quan Âm Bồ Tát, tự nhiên mình cầm mấy cọng chuỗi lên. Tự nhiên mình nhớ tới Hòa Thượng nghe quý vị. Tại vì giờ mình cha mẹ mất hết thì Hòa Thượng cũng như là cha mẹ. Tự nhiên mình nhớ tới ngày tuổi già, mình cầu nguyện, mình tu, mình cầu nguyện. Cầu nguyện cho Hòa Thượng sức khỏe, ngày chủ thế gian lâu dài. Ngày ở đó lâu dài thì mấy cái điểm chùa được bình yên. Dù là lớn tuổi không làm nhưng mà còn cái gốc của ngài, thì mấy thầy vẫn nương vào cái đức của ngài mà nuôi các cụ già. Thấy không? Nên mỗi người mình phải cầu nguyện. Nên những đức nói rằng cái tâm những đức nhớ ơn các vị mà người ta cho mình cơ hội làm việc thiện, việc tốt. Người mà quý những đức mà nói những người mà đã giúp những đức thì không đúng. Tuyệt đối nhớ kỹ điều này đó. Hiểu không? Có nghĩa là mình quý người ta mà nói thầy người ta, cha mẹ người ta là không đúng quý vị, công nhận không? Hiểu không? Nên việc này phải nhớ kỹ nghe. Nên chúng ta ăn trái nhớ kẻ, trồng cây uống nước thì nhớ nguồn. Cỡ nào Hòa Thượng cũng cho những đức cơ hội. 10 năm những đức mới làm được điều đó chứ, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta phải có tâm biết ơn đó. Nên lễ viếng Quan Âm Bồ Tát chuyến này quý vị phát động mạnh lên. Nhiều vị trưởng đoàn ai không đi quý vị dứt cái gì vô cái rum tu, chứ không phải quýnh người ta. Không phải là người ta thì rủ người ta không đi, mà tức là nói người ta nghe không, người ta không đi được, nó có nhân viên của người ta kệ người ta. Nói chú cô không đi nhưng phải vô cái room của thầy để lễ Quan Âm. Cho năm nay nhiều kiếp nạn mà mình là người Phật tử mà mình không lễ Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện, thiếu cái tấm lòng, hiểu không? Còn đi được thì đi theo tôi, tiền xe đâu đưa đây. Nên từ nơi đó năm nay kẹt lắm, ai đi thì đưa tiền xe sòng thẳng.
Nên từ nơi đó còn ai không đi thì ở nhà lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên gia đình quý vị nghe rủ chòm sớm nghe, lỡ nhà vài ba người lại, một gia đình rủ 4-5 người lỡ lại, một gia đình rủ 4-5 người lỡ lại, còn mỗi gia đình cứ rủ vài người lỡ lại, nó cha mẹ già bắt ghế cho ngồi, nó pha thêm ly nước cam để cái mệt cho ông bà lại nghe chưa, rồi con nít con nôi gì ra lại hết Bồ Tát Quán Thế Âm năm nay để cầu nguyện cho kiếp nạn nhân sinh quá giải đó. Hãy có cái tấm lòng gì đó quý vị, phát tâm hừng hực lên, chàng ơi làm việc thiện sống phát tâm hừng hực lên, nó cả một cái lượng con người trong nước ngoài nước mà phát động cái rung những đức là được 3.000, còn vô cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ thì thoải mái bao nhiêu cũng được, cứ vô đó mà lại chân thật mà lại để cầu nguyện quý vị. Quý vị mà có một cái tấm lòng đó đặc biệt khi lắm nghe, quý vị lại xong một cái là nó có một cái sự cảm ứng thù thắng lắm, không đơn giản đâu. 2 ngày, 18 chủ nhật buổi tối, 19 thứ hai buổi tối, 6:30 nói chuyện, khoảng 7 giờ vô lại. Hãy bị nên nghe cái đoạn nói chuyện đó, khi nghe nửa tiếng nó xong lại bị lại một cái vèo 500 lại hết trơn, vì không nghe nửa tiếng nó có chừng lại bị ảnh hưởng á, chứ không giỡn đâu. Cái sức truyền lửa của những đức nó kinh lắm. Có cái cô kia mà cái chân cô mỏi, cô đi cà lết mà vậy mà cô nghe những đức nói chuyện nửa tiếng thôi, mới đứng dậy mới chạy cái dù mới đi lại Quan Âm hết trơn 500 danh hiệu. Không đơn giản, quý vị nghĩ không đơn giản chút nào. Vì thế tại sao chương trình lễ Quan Âm những đức mà mấy chục ngàn lại quý vị, không đơn giản. 3.000 lại mà người ta lại, lại mà đến nỗi mà bà già 82 tuổi đi không nổi mà lại hết chân, 3.000 lại luôn, bà lại xong rồi quý vị biết rằng nó đưa bà ra xe chở bà về luôn. Cái lửa thiền nó hừng hực mà bà già mà đi không nổi mà lại nổi luôn. Quý vị biết không, cấp mà 3.000 lại bị nhớ chưa, bị nhớ mà bị nhớ cái cảnh nhân đức chưa, lại mà bị nhớ không, ai mà ở gần thấy rõ ràng chưa, lại chút nhất tâm thanh lễ họ kinh khủng chưa. Vậy mà bây giờ không lại sao chịu nổi, ai mà không lại, ngồi gốc cây cũng lại nữa, nhất tâm thanh lễ họ chàng ơi vừa lại vừa ói rồi, vì nghĩ mà lại hết 3.000 lại luôn, kinh khủng không, phải cái tâm đó nghe chứ không chi bây giờ tại nhà mình mà chỉ có 1.000 lại 2 ngày mà không lại nữa thì phụ lòng những đức nó thật sự. Sống gì vô tình lắm, nó thật sự quá vô tình. Không biết tình cảm để đâu mà thương yêu cái gì không biết. Thấy không? Mỗi ngày những đức tu năm thờ vậy mà trốn không lên tu. Vậy mà nói thương những đức mới thương cái gì. Tôi nói thiệt, tôi nói mấy người vô tình. Tôi mà về thế giới cực lạc xong tôi trở lại, tôi nói mấy người vô tình mà tôi vẫn về đây. Thấy không? Mấy người vô tình với tôi nhưng tôi hữu tình với mấy người, tôi không có bỏ bê ai chứ. Thấy không? Bây giờ ở đây ngày tu năm thờ cầu nguyện cho tất cả những cái người mà mình đã từng biết, thuận duyên hay nghịch duyên, trong nước ngoài nước cầu nguyện hết, mỗi ngày cứ tu cầu nguyện, ghi nguyên cái sớ bự và bá để trước mặt. Nó từ nơi đó phải có tấm lòng vậy đó quý vị ơi. Nó bởi vì có nhiều người mà người ta gặp nó nói bởi vì cái giờ tu không lên tu chịu không nổi. Bà nói cái bữa đó con định nghỉ tu, tự nhiên cái đầu gối nó ngứa, chèn ngô nó ngứa. Tôi nói ủa nay sao đầu gối nó ngứa dữ vậy? Cuối cùng nói à bữa nay mình tính nghỉ tu trước 10 phút nó ngứa đầu gối kinh khủng. Xong bà lên bà tu hết ngứa. Quý vị biết cái tình cảm nhà đức dành cho quý vị lớn lắm. Nên từ nơi đó mà quý vị phụ lòng nhà đức là đầu gối ngứa gán chịu đó cho mà biết vậy đó. Thấy không? Nên cái bữa lễ Quan Âm nghe 2 ngày nghe, 18, 19 không có được vắng mặt. Vắng mặt là đi đến chùa lễ, còn không đi đến chùa mà không lên lễ thôi cũng cầu nguyện với quý vị luôn. Lại xong hồi hướng cầu nguyện. Thấy không? Nó đó là cái tấm lòng những đức chân thật, những đức phát lên cái tâm này đó. Rồi quý vị coi qua trong nước ngoài nước phát động lên, cô thí miền ngoài không lại được thì cày rưm cho người ta. Nó các trưởng đoàn phải cày rưm cho người ta, tất cả người biết phải cày rưm cho người ta. Nó chỉ người ta vô cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ, rồi mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, chỉ cho người ta vô tu thì cầu nguyện cho đất nước chúng ta bình an, đất nước chúng ta càng ngày càng tốt, bình an và kiếp nạn được quá dài. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Chúng ta hẹn gặp nhau Cực Lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.